quan đến vụ nữ giáo viên trường trung học cơ sở Văn Phú tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang bị học sinh văn tục ép vào tường thách thức. Sáng 5 tháng 12 năm 2023, trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang cho biết, sau khi nắm được thông tin cô giáo bị nhóm học sinh xúc phạm, lãnh đạo tỉnh đã ngay lập tức giao các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ và xử lý theo quy định. Trước đó, như báo Thanh Niên đã đưa tin, tối 4 tháng 12, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nhóm học sinh dồn nữ giáo viên vào góc tường rồi chửi tục, buông lời thách thức. Thậm chí, một học sinh còn có động tác nằm lăn ra đất để vu oan cho giáo viên có hành vi không phải với mình. Trong khi đó, nữ giáo viên chỉ biết bất lực đứng im và dùng điện thoại ghi lại cảnh này. Đoạn clip sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận. Đa số các bình luận đều tỏ ra phẫn nộ. Một số người cho rằng cơ quan chức năng cần vào cuộc xử lý nghiêm minh. Một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương cho biết, đơn vị đang yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Dương xác minh, làm rõ sự việc. Trong khi đó, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang lại thông tin, sự việc xảy ra cách đây khoảng 2 tháng và đã được chính quyền địa phương vào cuộc xử lý.